Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kênh Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe đua Gian TCR được trang bị cấu hình Full Group Shimano Tiagra càng carbon may ư bi vòng. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe không nhôm, nước sơn nguyên bản. Để chiếc xe thì rất là đẹp, nó chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, tất cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi những vết xước. Còn về cái dòng gian này thì các bác yên tâm về cái phần khung, thì cái gian này thì cái phần khung của nó làm nó phải là nhất thế giới về khung. Và các bác đi rất là yên tâm. Càng carbon, trang bị bộ tay lắc kia rồi đây. Lốp gian 700C. Vành cao bản. Full Group Shimano Tiagra. Mà lần sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Chiếc xe có size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ cốt là 54cm. Và chiếc xe phù hợp với các bác có 1m63-64 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Trang bị lít 10 tầng, nghĩa 2 tầng. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Cho 20 tốc độ. Máy ơi đi vòng. Chuyển động của chiếc xe thì vô cùng là mượt mà. Các bác thấy trên hình thất nào ăn thất đấy. Và chiếc xe đang có giá bán rất là tốt, bên em là 11.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi những chiếc xe khác bọn em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.